Anh lại đã. Mọi người để ý nha, Diệm Diệm với Ngân sẽ làm mẫu, Diệm là người chia sẻ, còn Ngân là ứng viên. Rồi để coi mà để ý mà Diệm làm đặt câu hỏi ghi lại xong rồi Diệm lưu lại thì mình học lại sau nữa. Rồi. À, hello chào Ngân. Ngân ở Phú Yên hả em? Dạ đúng rồi chị, em ở Phú Yên. À, thì cũng đang ở Bình Định nè, Bình Định với Phú Yên mình sát bên nhau mà. Mà Dạ. hiện tại Ngân đang làm công việc gì đó? À, em thì em đang bán mỹ phẩm online, với lợi là em có một cái tháp nhỏ nhỏ ở chợ đó chị. Vậy hả? Cái tháp ở chợ em bán cả ngày hay là em chỉ bán một thời gian nào trong ngày thôi? Em bán một buổi rồi chị, còn buổi chiều nha em rảnh. À, ông xã của Ngân làm Dạ. ngành gì vậy Chồng em là tài xế. hả? Tài xế thì chắc chắn là thu nhập cũng ổn ha, cũng đủ mới dư sức lo cho cả nhà. À, chị cũng vậy, chồng của chị cũng là tài xế nè, chạy container Bắc Nam á. Chồng của em có chạy đường dài không? Hồi xưa chồng em chạy xe khách Sài Gòn, nhưng mà chồng em đang nghỉ làm xe tải, em mua xe tải ở nhà để làm á, không đi xe khách mà. Vậy thì ở trong cuộc sống thì nói chung là khi mà chị em mình tới đó mình tìm hiểu cơ hội á thì chắc chắn là em cũng có mua nhu cầu hay là cũng có mong muốn, cũng có khát khao gì đó em mới chịu đến đó để mới tìm hiểu cơ hội đúng không? Dạ thì em kinh doanh mỹ phẩm, nói chung là cái ngành kinh cái dòng mỹ phẩm mà em kinh doanh nó, em cứ thay đổi sản phẩm liên tục á, là cái sản phẩm nó bị thối trào rồi, nó cái sản phẩm nó không có còn được ưa chuộng thì em phải thay sản phẩm khác. Nên là thực sự bây giờ thì em cũng đang kinh doanh cái dòng sản phẩm, nhưng mà em thấy nó chưa có giúp cho mình phát triển, là em muốn tìm một cái dòng sản phẩm mới. Và em tình cờ là chị My gọi điện thoại và chia sẻ cho em, hẹn gặp cho em cái kêu là có công việc này là không bỏ vốn không đồng gì đó, là cho em vô tham khảo, thì em cũng vô đây em xem thử là như thế nào á. À, hay quá. Nói chung là em cũng đang đi tìm con đường, vậy thì cho chị hỏi thêm chút xíu. Chị hỏi để mục đích đó là chị biết xem thử những cái mong muốn của em, những cái yêu cầu của em về cái công việc mà em đang tìm kiếm đó, nó có khớp với cái mà chị đang có hay không, để chị chia sẻ cho em, chứ không phải là ý gì hết đó, không phải là điều tra hay là gì hết đó. Nên là chị hỏi những cái đó để chị biết điều đó, chứ nếu như mà chị cứ nói tập trung vào những cái điều mà em không có mong muốn, em không có thích đó, thì mất mất thời gian của cả chị và em. Cho nên là em vô lâu em trả lời những cái câu hỏi của chị thì xem thử cái của em đang muốn nó có giống với cái chị đang có không nha. Rồi. À, hiện tại em bán mỹ phẩm đó, em có hệ thống không hay là em chỉ bán lẻ một mình em thôi? Hồi trước thì em có hệ thống, nhưng bây giờ là nói chung này, khi mà mình chuyển qua nhiều cái dòng sản phẩm, cái là hệ thống mình đã bị rẻ ra, cái là bây giờ em chủ yếu là em bán lẻ thôi, nói chung là em bán lẻ thôi, chứ còn hệ thống thì em chưa xây được cái hệ thống ở cái dòng mỹ phẩm này. Em bán lẻ vậy 1 tháng doanh số của em được nhiều không? Nói chung là cũng được tầm 1 tháng 7 8 được khi 10 triệu, có khi là 3 4 triệu, nói chung là nó cũng thay đổi tùy vậy chị. Nè, mà nếu như mà cái doanh số 7-8 triệu và 10 triệu như vậy thì cái thu nhập của mình thì nó cũng không có được vượt quá trên 5 triệu đâu Dạ đúng rồi, ha. À, vậy thì nên là em chợ đó, cho nên là nó cũng hơi khác khác một xíu, nhưng mà so với như vậy thì nó không đủ, nói chung là nó không đủ cho mình chi tiêu. Nếu mà thật sự mà không có thu nhập của anh chồng luôn á thì rất là khó khăn, cho nên là em cũng muốn, với là em muốn tìm một cái công việc nào đó mà có thể giúp em có thể thay đổi được cái hiện tại của mình á. em muốn tìm một công việc mà có thể thay đổi được bản thân, rồi nó còn giúp em có được cái con đường đi bền vững và giúp em có được cái mức thu nhập để em đạt được những cái ước mơ trong cuộc sống rồi đúng không? Rồi chị rất là hiểu điều đó, vì thật ra thì chị em phụ nữ của mình nó có rất là nhiều những ước mơ. Em có đồng ý với chị á là tất cả chúng ta đều ai cũng mong muốn rằng là chờ chị chút nha mít con. Mọi người thông cảm nha, con mít
ba đứa ngồi kia thì đã đánh lộn, mà vô đây một đứa thì lộn. Rồi em có đồng ý với chị á là trong cuộc sống của chúng ta ai cũng ước mơ á, là mình sẽ ước mơ là mình có cái nhà, ngôi nhà đẹp khang trang cho con mình ở, xong rồi có nhà rồi thì lại muốn xe xong rồi muốn ô tô để nó mình đi lại cho nó an toàn, rồi là nó thuận tiện, xong rồi lại muốn có tiền để mà cho con mình đi học ở những cái môi trường tốt nhất, rồi xong rồi lại mong muốn có tiền để mà phụng dưỡng hai ông bà hai bên gia đình, rồi đưa gia đình đi du lịch khắp mọi nơi, rồi còn đòi đi thế giới nữa, du lịch ngoài thế giới nữa. Và cao hơn nữa, khi mà mình đã giàu có và mình tự do rồi là mình còn lại mong muốn đi làm từ thiện để giúp đỡ rất là nhiều người nữa. Em có đồng ý với chị là như vậy không? Và bản thân em có cái khát khao giống như mà chị nói không? Dạ. Có chị, em cũng muốn có tiền để xây cho mình một căn nhà, nhưng mà mình mơ ước, nhưng mà lâu lâu nay ấp ủ nhưng mà em chưa làm được cái điều đó. Yes, tuyệt vời quá. Vậy thì theo em á, cái công việc hiện tại của em với lại ông xã của em thì bao nhiêu lâu nữa em có thể đạt được ước mơ của mình? Nói chung thì em cũng có dự định là khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa thì mình sẽ xây, nhưng mà cái đó là cái dự định mà em không biết là khi nào là mình có thể thực hiện được á. Xây nhà là một cái việc thì tất nhiên là những cặp vợ chồng khi mà họ làm, họ dành dụm không có nợ nần thì xây nhà là được, cái điều đó là cái điều ước trong tầm tay. Nhưng mà nếu như mà với cái công việc hiện tại của em và ông xã em á, thì em có thể đạt được tất cả mọi ước mơ trong cuộc sống. Nhưng mà lúc này chị nói không, đi du lịch mà rồi phụng dưỡng cha Đúng mẹ rồi. cho con học Nhưng mà trường em cũng cuộc sống của em thì nó cũng thoải mái so với những người khác đó, thì nó thoải mái hơn rất là nhiều. Tại cái lương thu nhập, nếu mà tính ra thu nhập bình quân một nhà em kể hai vợ chồng ấy, thì một tháng tầm là, nếu mà tính ra trung bình á, thì một tháng phải tầm mười mấy 20 triệu thì vẫn có đó. Nhưng mà để mà mình có được những cái như là lúc nãy chị nói, thì có cái mình làm được mà có cái thì sẽ không làm được. rồi. Ok, chị hiểu. Vậy thì nếu như mà ngày hôm nay á, chị sẽ chia sẻ cho em một cái cơ hội, một cái con đường á, mà trong vòng 2 đến 3 năm thôi em có khả năng em đạt được tất cả mọi cái điều, mọi cái ước mơ trong cuộc sống của em á, thì vậy thì em có muốn tìm hiểu không? Dạ có chứ, tại vì muốn tiết kiệm cho nên mà em mới 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 vào cuộc hẹn này để em xem. Tại vì em nghe chị My nói là em cũng vào, nghe chị My nói là chị có cái công việc này là đó, nên là em muốn vào em xem thử là công việc như thế nào, nếu mà phù hợp thì em sẽ làm. Rồi ok, yes, chị thấy em phù hợp rồi đó. Nói chung là cái công việc mà chị đang có thì cái do nó có một cái ưu điểm á, giống như là cái mà chị mới nói với em á. Thứ nhất là không có phải bỏ một cái đống vốn ra lớn ra để ôm hàng, đúng không? Thứ hai là em không có rủi ro, rồi là nó còn có thể là giúp em trong vòng 2 đến 3 năm em có thể đạt được cái sự tự do thật sự. Mà nếu như mà em đặt lên trên cái bàn cân đối với cái công việc hiện tại của hai vợ chồng em á, chị tin nó rằng rằng là nếu như mà một mức cái thu nhập hai vợ chồng một tháng mười mấy triệu thì chắc chắn sẽ đạt được những cái ước mơ trong cuộc sống giống như chị ấy nói. Nhưng mà chị nghĩ rằng là để đạt được những cái điều đó, nó chắc là nó phải rơi vào tầm khoảng mười mười mấy năm, là có khi là mình già rồi mình mới có thể tận hưởng được những cái điều đó đấy, đúng không? Nhưng mà để mà bây giờ em có thể mà em đi đến cái đích đến của em, cái đạt được những cái ước mơ của em á, thay vì em đang đi cái công cụ hiện tại, nó sẽ mất thời gian rất là lâu, đúng không? Nó sẽ mất thời gian rất là lâu. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay chị sẽ mang, chị sẽ chia sẻ cho em một cái công cụ á, mà nó sẽ giúp em đi nhanh hơn. Đương nhiên là một cái con đường thành công nào để mà mình đạt được tự do hay hay là cái gì đó, nó không thể nào mà trải đầy hoa hồng được. Nó phải có sự nỗ lực, nó phải có sự trả giá và đánh đổi, và nó phải có sự chăm chỉ học tập và làm việc trong cái thời gian đó để mình đạt được những cái mà mình muốn, mình đổi lại cái sự tự do cả đời của mình ấy đó. Cho nên là nếu như mà thật sự em mong muốn tìm hiểu cái điều đó này, với chị tìm hiểu rồi thì chị thấy em là một người đang rất là khát khao tìm cơ hội. Vậy thì chị hỏi Ngân một câu nữa thôi nha. Thì em hồi giờ em bán hàng ấy, em có tư duy rằng là mình sẽ xây dựng cho mình một cái hệ thống không, hay là em chỉ nghĩ tới việc là mình bán lẻ để mà mình kiếm được tiền? Tất nhiên là khi mà mình xây dựng một cái hệ thống thì nó mình sẽ cái hàng lượng hàng hóa mình lưu thông nó sẽ nhiều hơn, và cái thu nhập của mình nó sẽ cao hơn hơn là mình bán lẻ. Vậy Thì thì bán tại lẻ thì sao? cái số nó không có nhiều.
À, vậy thì chị muốn biết được cái lý do tại vì sao mà em đã hiểu được cái điều đó, nhưng mà trong những cái năm mà em kinh doanh vừa qua em lại chưa xây dựng được cho mình một cái hệ thống. Vì mà khi mà em nhận cái sản phẩm mà em bán, cứ là em sale lên cái là nó có một cái tình trạng là mình khi mà ví dụ như là mình muốn bỏ sự lịch cho người khác thì mình phải ôm một số hàng nhiều hơn, đúng không? Mình phải ôm một số hàng nhiều hơn, cái là khi mà cái sản phẩm nó không còn chuộng nữa là bắt đầu là mình khi mà mình ôm cái đó mình bỏ hết là cái mình bị tồn cái sản phẩm đó. Đó là một cái điều, cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình xây hệ thống đó, nó có một cái là cái sản phẩm nó khi mà nó nhiều người bán quá thì bắt đầu là phá giá làm cho cái hệ thống của mình bắt đầu nó nhảy ông này nhảy ông này, nhảy tùm lum tà la hết. Nó không có sự bền bền vững và gắn kết với nhau, có thể là hệ thống mình gãy bất cứ lúc nào đúng không, nên là em không cảm Đúng thấy rồi. an toàn. Rồi là em muốn xây một cái hệ thống lớn em bắt buộc em phải có vốn đó. Rồi là cái hệ thống mà em đang xây á, chị hỏi có phải đúng không nha, nó họ chỉ đào tạo em tập trung vào việc bán hàng không à, chứ họ không đào tạo tập trung vào việc phát triển tư duy và con người đúng không? Dạ đúng rồi, mà đa số những cái này là em tự mở, cũng như là mình làm mình tự mở mình xây hệ thống chứ cũng ít có người ta dạy mình cái cách để nào để mình quản lý hệ thống của mình á. À. Em cho nên là mình xây cái hệ thống đó là nó bị rẻ cái hệ thống, cho nên là đó là mình bán, nhưng mà em không muốn đi xây dựng hệ thống luôn, tại Ừ, vì xây nhiều khi mình xài lên xong bắt đầu là nó đi phá giá thì mình lại ít con người nè, mà người ta sẽ trụ lại với mình với cái sản phẩm đó. Thì ví dụ như là bên kia người ta bán rẻ hơn thì tất nhiên người ta sẽ chạy về bên kia lấy để được giá ưu đãi hơn rồi. chị hiểu chị, bởi vì những cái mà em gặp thì chị cũng gặp 6 năm qua mà. Và cái bài học lớn nhất mà chị học được trong suốt 6 năm chị kinh doanh và xây dựng hệ thống á, là bài học về sự lựa chọn. Vĩ đại do lựa chọn hơn nỗ lực. Nếu như mình không lựa chọn đúng á, thì mình sẽ phải nỗ lực rất là nhiều, giống như em đó, lựa chọn sai công cụ, cho nên là mình đã nỗ lực rất là nhiều năm nhưng mà mình chưa có đạt được cái hệ thống tạo ra một cái dòng tiền thu nhập lớn và thụ động cho mình, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay á, chị không biết là nó có phù hợp với em hay không, nhưng mà chị chắc chắn rằng là như mà nãy giờ mà hai chị em mình chia sẻ với nhau á, thì chị ngày hôm nay á là chị sẽ mang lại cho em một cái phương tiện, một cái công cụ. Thật ra là bản thân em không phải là em không thành công đâu, mà là tại vì em thiếu công cụ, thiếu phương tiện để em đi thôi. Chị thấy em có khao khát lắm, em có khao khát mà em cũng có tầm nhìn, nhưng mà bây giờ công cụ và phương tiện không có, giống ý như chị ngày xưa vậy đó. Vậy thì chị xin phép chị kể sơ cái câu chuyện bản thân chị một chút, về 5 phút một chút cho em nghe. Có thể là nó là một cái bài học mà em học được một chút xíu nào đó từ câu chuyện của chị, hoặc là nó có thể truyền cảm hứng cho em một chút gì đó để em hiểu được rằng cái sự lựa chọn của chị bây giờ nó có thể phù hợp với em. Đồng ý không nào? Yes. Rồi, chị thì chị cũng có một cái tầm nhìn giống như Ngân vậy đó. Từ 6 năm trước chị đã biết được rằng, chị đã biết được một cái bí mật rằng đó là mình kinh doanh mình cần phải xây dựng hệ thống. Cái sức người á thì hữu hạn, sức mình á thì hữu hạn mà sức người thì vô hạn. Một mình á thì mình bán hàng mình tạo ra một cái doanh số không có bằng được là mình xây dựng một cái hệ thống. Thà rằng đó là mình hưởng một cái phần trăm nhỏ trên một cái tổng doanh số lớn của hệ thống, còn hơn là mình hưởng một cái doanh số, một cái lợi nhuận lớn trên một cái doanh số của bản thân mình. Bởi vì khi mà mình tự động mình bán hàng bán lẻ thì ngày nào mình ốm mình đau á, thì mình đâu có bán được hàng, mình đâu có thu nhập. Còn ngày nào mà mình bán được hàng thì mình có tiền, ngày nào mình không bán được hàng mình có tiền. Còn mình xây dựng một cái hệ thống á, thì mình chỉ việc chuyển giao đào tạo và nhân bản lãnh đạo của hệ thống, thì cái hệ thống đó tự động vận hành và mang lại một cái dòng tiền thu nhập cho mình. Ngoài ra thì mình còn có thể giúp những cái thành viên trong hệ thống của mình cùng có thu nhập nữa. Nên là chị thấy cái công việc xây dựng hệ thống thật sự nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà trước đây chị chưa có biết được rằng có một cái con đường xây dựng hệ thống nó tuyệt vời giống như là cái con đường mà chị đang đi như thế này. Mà lúc đó chị chỉ biết rằng là nhập hàng về xong rồi đi phân phối lại cho đại lý, rồi chị cũng gặp những vấn đề giống như em vậy đó, sĩ nhảy rồi là không có được đào tạo dẫn dắt, cho nên là làm việc và bán hàng theo bản năng, mình không có thể thu phục lòng người và giữ người lại bên cạnh mình được. Rồi là mình cũng không có tài chính để mà mình đưa ra những cái chương trình thưởng vàng, thưởng túi xách rồi du lịch các kiểu để mà giữ chân hệ thống, cho nên là hệ thống của họ ra đi. Và thật sự hệ thống mình mà nếu như mà họ không ở bên mình và họ ra đi như thế, là bởi vì thật ra là họ làm việc với mình chỉ vì cái đồng tiền và vì cái lợi nhuận thôi, chứ không phải là vì con người. Nếu như mà em thật sự xây dựng được một cái hệ thống mà kết nối được tất cả con người với nhau,
xây dựng được một cái hệ thống mà tất cả mọi người trong đó họ làm việc với nhau bằng tình yêu thương, bằng cái giá trị ở lại với nhau á, thì chắc chắn cái hệ thống của em nó rất là bền, đúng không? Em đồng ý với chị không? Đó, với thứ hai nữa là em đồng ý với chị, những cái hệ thống mà em đang xây xây hiện tại á, nó rất là lỏng lẻo, bởi vì nó không có cái sự quản lý giám sát của bất cứ hay là bảo vệ của bất cứ cái pháp luật nào hết đó. Có một cái giấy tờ nào mà chứng minh rằng là sĩ của em rồi, để mà họ không có đi lấy hàng chỗ khác. Bây giờ họ có đi lấy hàng chỗ khác thì em có thể chửi người hai mặt hay là như thế nào, em chửi qua chửi lại thôi, chứ còn cũng đâu có công an hay là đâu có một cái người nào ra đứng bảo vệ bắt bớ em, bắt bớ cái người đó được rồi, đúng không? Thậm chí nhiều khi á, em làm boss, em xây dựng lên một cái con người, một cái biểu tượng, một cái người mà một cái nhánh nó tạo ra một cái doanh số rất lớn cho em, và từ cái nhánh đó em có một cái nguồn thu nhập thụ động rất là cao. Nhưng mà có một người khác họ bỏ hàng rẻ hơn, giá rẻ hơn, thì họ cũng 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 sẵn sàng nhảy qua bên đó, bởi vì người ta làm với nhau vì lợi nhuận mà không phải là vì con người. Đó là những cái mà chị cũng cũng gặp được. Và thật sự thì cái cơ hội này nè, cái cơ hội mà ngày hôm nay chị chia sẻ với em á, là chị đã biết được nó, chị đã có cơ duyên biết nó cách đây 3 năm rồi. Nhưng mà đúng là cái gì mà đúng, phải đúng người đúng thời điểm điểm và phải đúng cơ duyên mới nắm bắt được nó ấy. Chị thấy thật sự cái điều đó nó rất là đúng luôn, tại vì 3 năm trước đây khi mà được chia sẻ cơ hội này chị đâu có quan tâm đâu. Đến khi mà chị vấp ngã về cái việc xây dựng hệ thống quá là nhiều và quá là mệt mỏi rồi, thì chị mới bắt đầu tự đi tìm con đường, và chị tự động chị tìm hiểu về cái ngành này, và chị thấy nó thật sự rất là thông minh và rất là tuyệt vời. Cho nên là chị đã nắm bắt lấy nó ngay, xong rồi là cái ngay cái giây phút á mà chị nhìn thấy cái bảng giá của sản phẩm với lại cái chính sách kinh doanh là chị đã mất ngủ 3 ngày rồi, năng lượng nó lên rất là cao luôn, bởi vì chị tin, có một niềm tin chắc chắn rằng là chị sẽ thành công ở đây, số không không có nhanh hay mau gì chị cũng sẽ thành công ở đây, vì cái sản phẩm và cái chính sách kinh doanh của nó. Vậy thì em có tò mò xem là cái nó là cái gì mà chị lại có thể cảm thấy hạnh phúc mà lại thấy mình lựa chọn đúng như vậy không? Chia sẻ với em Nhưng ngay mà bây giờ luôn. cái như mà chị nói là mình đi xây dựng hệ thống là người lãnh đạo, nhưng mà em không có cái tố chất đó thì em nghĩ là mình khó có thể làm được được đó. Vậy hả? Theo em á thì chị có tố chất lãnh đạo sẵn từ lúc trước khi mà chị làm hệ thống không? Em không biết nhưng mà em thấy chị nói rất là năng lượng. Rồi chị chia sẻ với Ngân một chút xíu. Ngân có biết rằng là trước khi mà chị có thể mà ngồi lên đây gặp một người lạ chia sẻ một cách năng lượng như thế này á, là ngày xưa khi mà chị đi học á, chị chưa bao giờ chị dám phát biểu lên trên trên lớp, phát biểu một lần nào hết, suốt 12 năm chị chưa bao giờ chị dám phát biểu á. Ngân có tin điều đó không? Chị là một đứa hay gọi là cực kỳ nhát ké và cực kỳ nhút nhát luôn, rất là nhát luôn. Nhưng mà em biết tại vì sao mà chị lại có thể đứng lên chị chia sẻ, chị có thể quay video chị up lên Facebook, chị có thể live stream đăng lên Facebook hàng ngày các kiểu để mà chị kinh doanh được không? Bởi vì cái khát khao tự do và cái khát khao thành công của chị nó lớn, cho nên là chị không còn sợ bất cứ cái điều gì cả. Chị vượt qua hết tất cả mọi thứ, và những cái gì mà ngày hôm nay chị đang làm được là một quá trình rèn luyện và học tập chứ không phải bẩm sinh. Chị dám đảm bảo với Ngân cái điều đó. Cho nên nếu như mà Ngân đang lo sợ rằng mình không có cái khả năng bẩm sinh để mà vào đây mình làm lãnh đạo, mình làm dẫn dắt để mà mình truyền cảm hứng được, thì vào đây chị cam kết với em, chỉ cần em đủ khát khao thôi. Cái khát khao của em lớn hơn cái nỗi sợ của em, chị chỉ cần một điều duy nhất đó thôi. Chị cam kết với em, chị sẽ nhân bản ra em còn giỏi hơn chị nữa. Tự tin hơn không? Thì tại vì em thấy em rất là nhút nhát, em rất là sợ nói chuyện với người lạ, cho nên là cái việc mà mình đi làm cái công việc đó em sợ là em không hướng dẫn được người khác á. À, nếu như mà chị hỏi em nha, nếu như mà em nói em cảm thấy mình nhút nhát, nhưng mà chị hỏi em á, em có thích một ngày nào đó em đứng lên một cái sân khấu, em tự tin, em mạnh mẽ, em truyền cảm hứng, em chia sẻ câu chuyện của em đào tạo, em dẫn dắt, em truyền cảm hứng cho hàng ngàn người hay là hàng trăm người đứng dưới sân khấu và họ cảm thấy ngưỡng mộ em, cảm thấy biết ơn em vì những gì mà em nói ra không? Em có thích như cái hình ảnh đó không? Dạ, tất nhiên là có chứ. Đó, em có khao khát rồi, chị đã nói rồi mà, chỉ cần em có khao khát vào đây thể nào chị nâng bạn ra được em giống như chị vậy đó. Vậy thì chị chia sẻ cái đó hình thức là như thế nào cho em nghe thử. Rồi ok, hồi nãy giờ nói chung á là khi mà vào đây, tại vì lúc nãy giờ chị em mình tốn khá là nhiều thời gian để mình nói chuyện và kết nối với nhau, bởi vì chị muốn
thật sự tìm ra là em có khao khát hay là không, và thứ hai là chị muốn coi thử là cái mà em đang tìm kiếm nó có phù hợp với chị hay không. Bởi vì theo cái quan điểm của chị á, chị đang có một cơ hội tốt, chị đang có một cái món quà ở trong tay, nhưng mà nếu như mà chị trao cho một người mà họ không cần hay là họ không có phù hợp á, thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Dù là món quà quý, trao cho một người không cần hay không cần, thấy họ không phù hợp thì không có quý, đúng rồi, đúng không, đúng rồi không. Nhưng mà nếu như mà cái món quà quý và cái cơ hội đó mà nó chia sẻ cho đúng đúng người đúng lúc á, đúng thời điểm á, thì em sẽ đón nhận và em sẽ thành công lớn. Bởi vì chị rất là sợ, giống như chị ngày xưa ấy, chị ngày xưa mà lúc đó chị không có, chưa có cần á, chưa có cần cái cơ hội này mà người khác chia sẻ với chị, cho nên chị tình cờ chị lướt qua, chị bỏ qua cơ hội đó, cho nên là làm cho chị bị chậm mất 3 năm. Không, nếu như mà 3 năm trước mà chị nắm bắt cái cơ hội đó thì giờ đây chị đã xây dựng một cái hệ thống lớn gấp chắc phải là 100 lần hiện tại, và mình đã tự do hoàn toàn rồi. Nhưng mà không sao cả, cái duyên nó đến với mình thì mình nắm bắt thôi, quan trọng là nó đến với mình và mình nắm bắt ngay lập tức thôi. Cho nên là nãy giờ chị vòng vo chủ yếu là chị muốn em hiểu ra vấn đề, để em hiểu được rằng đó là cái cơ hội này nó như thế nào. Thế thì bây giờ chị sẽ ra chị chia sẻ một chút xíu luôn nha. Chị sẽ chia sẻ cho Ngân á, chị chia sẻ cho Ngân ở đây, chị chia sẻ một cái chút xíu là ngắn gọn vắn tắt thôi, rồi sau đó là chị sẽ nhờ chị My hướng dẫn cho Ngân tìm hiểu tài liệu nha, để mà em có thể em tìm hiểu tài liệu, em tự dùng cái sự khách quan của em á, để mà em đánh giá cho nó đúng đắn, và em đưa ra cái quyết định của mình. Bởi vì đối với chị đây là một cái quyết định phải gọi là nó rất là quan trọng trong cái sự nghiệp của mình luôn đấy. Rồi bây giờ chị chia sẻ cho em một chút xíu về cái sản phẩm theo Ngân á. Thì bây giờ những cái sản phẩm nào mà mình kinh doanh mà sức mua của thị trường nó lớn và ai ai cũng cần, từ người già đến con nít, từ trẻ cho đến đến già đến em bé trong bụng, từ con đàn ông cho đến đàn bà, ai cũng cần hết. Em suy nghĩ thử thấy cái sản phẩm nào. Có sản phẩm như vậy luôn Có. hả? Em chưa nghe luôn á. Vậy hả? Vậy chị hỏi Ngân câu rồi nha. Có ai mà ngủ giờ không đánh răng không? Như là không nè. Ai mà không cần sức khỏe không? Cái đó thì ai cũng phải cần. Chính xác rồi đó. Em rất là thông minh luôn. Tại vì có rất là nhiều bạn mà chị hỏi á, bạn nói hoài cũng ra luôn á. Sức khỏe em có đồng ý với chị là em bé ở trong bụng mẹ nó cũng cần có một dinh dưỡng tốt để nó khỏe mạnh, nó tăng cân trong bụng luôn, đúng không? Người già thì càng cần sức khỏe nữa. Và chị em phụ nữ của chúng ta không những cần sức khỏe mà còn cần sắc đẹp nữa. Em đồng ý với chị là phụ nữ của chúng ta sợ xấu hơn sợ chết không? Dạ đúng. Chị có mấy cái chị quen ở trong Sài Gòn buồn cười lắm luôn á. Người sao mà đi hút mỡ bụng á, đi hút cái mỡ bụng mà 40-50 triệu một ca hút mỡ bụng vậy, mà trong khi người ta tuyển mẫu về làm free làm chỉ có 5 triệu thôi. Nói chung là 40 triệu, làm thật là 40 triệu, nhưng mà làm này là làm mẫu á, làm thử nghiệm á, có 5 triệu thôi, làm chui làm lũi, không có giấy tờ, không có cái gì hết, vậy mà cũng làm. Em thấy giống như là bán cái mạng mình để mà làm đẹp không, lỡ lũi nó có cái chuyện gì á thì ăn cho hết luôn á. Vậy mà chị em phụ nữ của chúng ta vẫn gan dạ làm, thì chị thấy chị công nhận là chị em phụ nữ mới là sợ sợ đẹp hơn sợ chết, sợ xấu hơn là sợ chết đó. Thì ngày hôm nay chị chia sẻ cho em những cái sản phẩm mà chị đảm bảo với em là em gặp ai em cũng bán được, em gặp ai em cũng bán được hết á. Bởi vì những cái sản phẩm này á là nó đáp ứng 100% nhu cầu thị trường, từ nhà tắm giống như lúc nãy chị nói với Ngân á, giờ dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, những cái sản phẩm 100% là natura thiên nhiên đến từ Liên bang Nga, nhập khẩu và có giấy tờ hóa đơn chứng tờ đàng hoàng rất là rõ ràng luôn. Và mình có những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe cho nam giới, nữ giới, những cái sản phẩm về trên bàn trang điểm của chị em phụ nữ của chúng ta, cho nên là hầu như mình gặp ai mình có thể bán được đó. Vậy thì chị chia sẻ cho em cái lý do tại vì sao mà chia sẻ cho Ngân cái lý do tại vì sao mà lúc này chị nói với Ngân, khi mà chị nhìn thấy cái bảng giá sản phẩm cùng với cái chất lượng của sản phẩm thì chị có một cái niềm tin tuyệt đối là chị sẽ thành công ở đây, chị ngủ thì cũng thành công. Thì Ngân cho phép chị giới thiệu sản phẩm chút xíu nha. Rồi, ok, đây cái sản phẩm của mình đó, cái chất lượng của nó thì chất lượng Liên bang Nga,
Và chị chia sẻ với Ngân một bật mí với Ngân một cái điều nhỏ như thế này á, là hàng của mình là hàng mà của mình là của chị đang phân phối này nè, nó đã được vào thị trường Đức từ năm 2004 cơ, và nó đã có 25 năm tuổi rồi. Theo em nếu như mà một sản phẩm không tốt á, nó có tồn tại được 25 năm không? Đúng rồi, rồi là em cũng biết rồi đấy. Nếu như mà em không biết thì em vẫn có thể lên trên mạng để mà em search cái hàng nào mà đã vào được thị trường Đức á, không có đơn giản đâu. Hàng vào thị trường Đức là hàng chuẩn nhất, cao cấp nhất và phải chính xác nhất mới vào được thị trường Đức. Còn lại những cái hàng bài bản không thể nào vào thị trường Đức, cho nên về cái chất lượng của nó thì chỉ cần hai cái yếu tố đó là em đã tự nhìn nhận và đánh giá được cái chất lượng rồi. Còn khi mà em muốn gia tăng niềm tin hay muốn tìm hiểu kỹ hơn xíu nữa, chị My sẽ cho em vào một cái nhóm nhóm kết quả những người sử dụng sản phẩm Siberi. Và chị kể với Ngân nghe cái đêm mà chị tìm ra Siberi này nè, chị vào cái nhóm đó mà chị há hốc mồm luôn ấy, bởi vì chị không hiểu nó là cái thứ gì mà những cái người ở trong đó họ viết những cái câu chuyện mà họ cảm ơn biết ơn, mà kiểu giống như là những người mà chị thấy rằng là họ gặp những cái vấn đề sức khỏe mà bao nhiêu là năm trời họ đi tây đi đông đi tây đi nam đi bắc họ không có cải thiện được, mà vào Siberi họ lại biết ơn và cảm ơn nó như vậy. Nên là xíu nữa chị mới cho em vào cái nhóm đó để em xem, để mà em có gia tăng thêm niềm tin nha. Rồi ok, bây giờ chị giới thiệu cho em một cái sản phẩm mà chị em phụ nữ mình hay xài đi. Tại vì mình đang là phụ nữ, mình giới thiệu sản phẩm phụ nữ ha. Thì ví dụ như chị chia sẻ cho em một cái sản phẩm mặt nạ như thế này. Chị kể với Ngân nha, ngày xưa chị kinh doanh mỹ phẩm 6 năm. Mà những cái sản phẩm của CPR là chất lượng, đã là chất lượng châu Âu rồi, mà cái giá phải gọi là vô địch, vô đối thủ, không ai có thể địch lại với cái giá của sản phẩm luôn. Ngày xưa chị kinh doanh mỹ phẩm á, chị còn giữ lại một cái miếng mặt nạ này nè, chị che thương hiệu nha, tại vì chị không có muốn để cái thương hiệu để mở để có sự so sánh đó, chị che, nhưng mà chị để như thế này. Thì một cái miếng mặt nạ như thế này, ngày xưa chị kinh doanh chị bán lẻ 100.000 một miếng như thế này, đắp được một lần duy nhất, hàng Việt Nam, chất lượng Việt Nam, là 100.000 một miếng. Còn cái mặt nạ của Siberi này nè, một cái lọ mặt nạ như thế này 165.000, mà chị đắp từ ngày chị vào Siberi tới bây giờ 9 tháng rồi, chưa hết. Chưa hết cái chai mặt nạ luôn. Mà em có biết rằng cái chai mặt nạ này á, là đắp vào trong mặt á, nó biến mặt nạ thành mặt thật luôn ấy. Nó mềm, nó mịn mà nó mướt, mà chị thấy cái chất lượng của nó, chị ở một góc độ người tiêu dùng chị chia sẻ với Ngân á, cái chất lượng của nó chỉ có là bằng hoặc là hơn cái sản phẩm Việt Nam mà trước giờ chị kinh doanh thôi, chứ không bao giờ có cái chuyện là thấp hơn. Thế thì Ngân có thắc mắc tại vì sao mà cái sản phẩm của mình nó cái giá nó rẻ như vậy mà chất lượng nó là tốt như vậy không? Dạ. Ngân có đặt câu hỏi trong đầu không? Thì em thấy là tại vì em cũng kinh doanh nhiều cái dòng sản phẩm với cái lượng mặt nạ nó cũng tầm tương đương từ 60 đến 100 ngàn thì cũng có. Mà em không biết là cái hiệu quả nó như thế nào mà nó giá nó lại rẻ như vậy. 60 đến 100 nghìn của em thì xài được bao lâu? Một miếng thì xài một lần thôi. Ừ. Còn cái này là xài được 9 tháng đúng không? Thì vẫn rất là rẻ so với những cái sản phẩm mà em đang kinh doanh đúng không? Vậy thì chị chia sẻ cho em một chút xíu nữa lý do tại vì sao cái sản phẩm của mình nó lại rẻ và nó lại chất lượng như vậy. Em có từng nghe tới sa mạc Siberia không? Không nhớ thì Rồi, nói chung không nhớ xíu nữa chị sẽ giúp em tìm hiểu, tại vì chị chia sẻ một chút thôi, ở trong này nói nhiều quá chị cũng sợ em không có nhớ hết. Thì em cái sa mạc Siberia ở nước Nga là một cái sa mạc nó có cái khí hậu nó khắc nghiệt lắm. Mùa đông nó có âm 70 độ C à, còn mùa hè nó có 40 độ C, mà nó chỉ có 3 tháng thôi. Mà một cái khí hậu khắc nghiệt như vậy á, cái cây cỏ thảo dược mọc được ở đó nó có sức sống rất là mãnh liệt. Nó mọc lên nó có sức sống vô cùng mãnh liệt luôn, và cái tác dụng dược của nó mạnh gấp rất là nhiều lần so với cái cây cỏ thảo dược ở những cái nước khác. Cũng chính là cái cây cúc la mã, chỉ ví dụ như cũng chính là cái cây cúc la mã, cái cây cúc dài ở Việt Nam mình á, mà tên khoa học của nó là cúc la mã. Người ta hay lấy là người ta bào chế làm mỹ phẩm thuốc á, nhưng mà cái cây đó mà em lấy ở Việt Nam em bào chế ra thuốc hay là mỹ phẩm, cái tác dụng nó lại không bằng cái cây đó mà nó mọc ở Liên bang Nga. Em hình dung ra được không? Là bởi vì cái khí hậu nên nó tạo nên một cái vùng nguyên liệu cực kỳ đặc biệt, và đây là cái món quà từ của thiên nhiên nó ban tặng cho không những nước Nga, mà chị nghĩ rằng nó ban tặng cho cả thế giới luôn. Bởi vì sản phẩm của mình bây giờ nó đi hết 25 nước rồi, và thị trường Việt Nam thì sức mua nó rất là lớn rồi, hàng triệu người đã được sử dụng rồi. Đó. Thì đấy là chị chia sẻ cái sự khác biệt của sản phẩm. Thì ngoài ra có những cái
cái nữa thì xíu nữa chị Mây sẽ giúp em tìm hiểu nha. Rồi là mọi người ơi, mình chia sẻ chút cái chỗ này nè, cái chỗ mà sản phẩm này nè, mọi người chia sẻ thế này, hoặc là mọi người có thể lấy trà tubo, hoặc là lấy sản phẩm em bé, hoặc là nói chung là mình coi thử người đó đang cần cái sản phẩm gì, mình lấy lôi cái sản phẩm đó ra mình nói đó. Nhưng mà cơ bản là mình so sánh về giá cộng với lại là mình nói về cái sự khác biệt của vùng nguyên liệu đấy. Xong rồi đó là nếu như mà mọi người cảm thấy người đấy vẫn đang hào hứng và hứng thú á, mọi người chia sẻ luôn cái màn hình, chia sẻ ra cái trang web cho họ xem những cái sản phẩm của mình là nó trên trang web như thế này này, khi mà em kinh doanh á thì em sẽ được sở hữu một trang web như thế này, là có đầy đủ những cái sản phẩm như thế này này, bóc rất là dễ luôn, nó chia thành một hết, gặp vấn đề về sức khỏe và cái vấn đề nào thì mình có thể chia sẻ về cái vấn đề đó đó. Vậy đó là xong phần sản phẩm, xong rồi mình hướng dẫn họ là em sẽ tìm hiểu tài liệu thêm để em hiểu về cái sản phẩm này vô cùng tuyệt vời này. Và chị đảm bảo với em, nếu mà có cơ hội uống cái những cái sản phẩm của Sibiri á, thì em chỉ có trẻ hóa thôi, càng ngày càng trẻ, càng ngày càng khỏe, càng ngày càng đẹp thôi đó, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mình luôn. Rồi bây giờ là về cái sản phẩm như vậy á, thì em cảm thấy chị chia sẻ sản phẩm như vậy thì em cảm nhận gì về cái sản phẩm ở bên mình? Thì em cũng không biết là cái sản phẩm nghe như lời chị nói thì em thấy sản phẩm thì nó cũng tốt đó, nhưng mà mình phải trải nghiệm cho mình mới biết được cái sản phẩm như thế nào. Tại vì khi mà em kinh doanh bất cứ một cái gì, một cái dòng sản phẩm hay một cái gì là em phải sử dụng trước rồi em mới đưa ra thị trường em bán với khách hàng. Chị hiểu, nói chung là em là một người kinh doanh rất là có đạo đức, em phải kinh doanh cái gì mà nó phải thật sự chất lượng em mới dám đem về em kinh doanh, đúng không? Nhưng mà bây giờ chị cứ coi như là những gì chị nói là chính xác đi, nói chung là những tiên ở cấp độ trải nghiệm, coi như là chị nói chất lượng sản phẩm nó tốt thật, thì theo em nếu như mà chất lượng sản phẩm nó tốt giống như là chị nói ấy, rồi nhu cầu thị trường của nó 100%, thì theo em một sản phẩm như vậy em mà kinh doanh kiếm được tiền từ nó không? Em thấy không được á. Rồi nếu như mà những cái sản phẩm như vậy giá nó tốt như vậy, em có đồng ý với chị là sản phẩm giá như thế này rất là tốt không, để mà em có thể tìm hiểu và kiếm những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ở ngoài thị trường kia, sản phẩm tốt thì không có thì không có có ít, sản phẩm tốt thì cũng nhiều lắm, nhưng mà để mà có những cái sản phẩm tốt mà giá như Siberi thì chị đảm bảo với em là em đi tìm không bao giờ có một sản phẩm thứ hai mà giá tốt mà giá rẻ như Siberi, chắc chắn luôn. Em xíu là em có thể kiểm tra cái điều mà chị nói đó. Vậy thì nếu như mà cái sản phẩm của chị nó tốt như vậy, nhu cầu thị trường 100% như vậy, thì em nghĩ rằng là em có thể bán được 2,6 triệu một tháng không, vừa dùng vừa bán. Em nghĩ là được. Rồi, đúng là có tố chất kinh doanh mà. Nếu như mà em đồng ý với chị, nếu như mà đã ra kinh doanh, ra đi buôn bán, là quyết định ra kinh doanh mà một tháng 2,6 triệu không không làm được thì chắc là không nên đi kinh doanh nữa, đúng không? Rồi, và nếu như mà chị hỏi em thêm một câu nữa, em đã có tư duy xây dựng hệ thống rồi, nên là nếu như mà với cái sản phẩm như vậy, cái doanh số mong cái doanh số mình họ chỉ cần hoàn thành như vậy là 2,6 triệu như vậy, và nếu như mà em có thể kiếm được 5 đến 15 người cùng em kinh doanh cái sản phẩm này được không, trong Được. vòng 1 đến 3 năm, trong vòng 1 đến 3 năm em đi kiếm 5 đến 15 người cùng em kinh doanh sản phẩm Nghĩ là cũng dễ lắm. này. Rồi, ok. Sản phẩm theo như chị nói thì thấy sản phẩm nó cũng ok. Mà nếu mà sử dụng hiệu quả thì mình tìm những người họ dùng rồi họ kinh doanh thì cũng cũng được. Rồi, ok, tuyệt vời. Vậy thì mình đã giải quyết xong cái vấn đề về sản phẩm rồi. Bây giờ em chị nghe nói qua một chút xíu về kinh doanh cho em xem, xong một xíu nữa em tìm hiểu kỹ và sâu hơn nữa nha. Đó. Rồi về cái kinh doanh của mình là nó một cái hình thức kinh doanh siêu thông minh. Nó không có phải là kinh doanh như truyền thống. Cái kinh doanh của mình là những cái người kinh doanh với nhau, họ không có liên quan gì về tiền bạc và hàng hóa với nhau cả. Tất cả mọi người đều được hướng dẫn và lên trên công ty để mà mua hàng trực tiếp. Và mình kinh doanh theo hình thức là mình kinh doanh theo hình thức là network marketing. Em đã bao giờ nghe về network marketing hay là MLM chưa? Chưa thì Chị chia sẻ với em một chút thế này nè, network marketing và MLM thật ra là kinh doanh online mà em đang làm ấy, nó là một cái hình thức nó bắt chước network marketing, nó chỉ là bắt chước một phần nào đó của network marketing thôi. Còn network marketing và MLM á, nó còn rộng hơn rất là nhiều so với cái việc kinh doanh online đó. Và network marketing là nó đã ra đời trên thế giới mình đã cả trăm năm rồi, và nó là một ngành kinh doanh rất là thông minh. Mình không cần phải ôm hàng, bỏ vốn tồn hàng và ship hàng, và
Chị hỏi em nha, cái ngành kinh doanh của mình nó khác biệt ở như thế này. Ở kinh doanh truyền thống á, thì em cần phải để mà ra một sản phẩm ra ngoài thị trường, em cần phải phân phối qua các giám đốc rồi nhà phân phối rồi tới đại lý chi nhánh rồi nhà bán buôn rồi bán lẻ rồi mới tới tay người tiêu dùng, đúng không? Đó. Còn cái hình thức kinh doanh này là hình thức kinh doanh bán hàng trực tiếp, em sẽ được mua hàng trực tiếp tại công ty luôn. Lên công ty chị sẽ hướng dẫn em lên công ty mua hàng trực tiếp luôn, chứ không phải em mua hàng qua chị. Đó. Và mình bán hàng theo kiểu là mình truyền miệng, mình chia sẻ và mình kể chuyện. Mình dùng sản phẩm tốt, mình bán hàng dựa trên sự thật. Mình dùng sản phẩm tốt, mình đem sản phẩm đó mình lan tỏa, mình kể chuyện để mình chia sẻ sản phẩm đó. Và mình tìm những người nào cũng máu kinh doanh, cũng thích thay đổi cuộc sống, cũng thích xây dựng hệ thống và cùng mình lan tỏa và chia sẻ sản phẩm. Đó. Và như là hình nói ra cho em hình dung cho nó dễ hiểu nè. Kinh doanh truyền thống á, là em phải trả tiền cho nhà đài, diễn viên, quảng cáo, PR các thể loại, đúng không? Một cái chi phí rất là lớn. Bây giờ chị hỏi em nha, theo em cái cô Mỹ Tâm á, cô quảng cáo với dầu gội xum xiu ra, theo em cô dầu như vậy cô có xài cái gói dầu gội 1.500 không? Không đúng không? Ừ, rồi chị thấy những cái quảng cáo mà cái bây giờ nó chạy qua một phát ra là cái áo trắng tinh luôn. Chắc chắn là cái đó không có thể nó xảy ra trên trên cuộc đời được, đúng không? Và cái đó là hình thức kinh doanh truyền thống, là họ quảng cáo sai sự thật. Mỹ Tâm không có sai xâm siêu đâu, chị chắc chắn luôn ấy. Rồi cái sẽ bằng Momo nó cũng có thể làm như vậy, rồi tôm mì tôm mà tôm tôm bò được tùm lum hết trong đó hết. Đó là cái hình thức quảng cáo, là quảng cáo, là quảng cáo sai sự thật, không có đúng với cái tác dụng của sản phẩm. Và cái công ty á, để mà họ phân phối sản phẩm ra thị trường, họ phải trả rất là nhiều tiền cho quảng cáo, cho nhà đài và đến tay người tiêu dùng. Và khi mà người tiêu dùng mua cái sản phẩm đó, người tiêu dùng là người cuối cùng sẽ chịu hết tất cả những cái chi phí đó. Em hiểu chỗ này đúng không? Chịu hết tất cả chi phí quảng cáo và chi phí cho trả cho những cái người trung gian á, nhà phân phối, bán buôn, bán lẻ các kiểu á, là người tiêu dùng trả hết. Nhưng mà kinh doanh của mình nó thông minh ở chỗ như thế này nè. Kinh doanh của mình nó thông minh ở chỗ là em là người tiêu dùng, em sử dụng sản phẩm, kinh doanh dựa trên sự thật. Em dùng tốt em mới đi chia sẻ và lan tỏa, còn em dùng không tốt em không có đi chia sẻ lan tỏa đâu. Chắc chắn là cái kinh doanh của mình nó là như vậy, và em chính là kết quả của sản phẩm. Họ nhìn vào em là họ biết sản phẩm tốt rồi, để em đi chia sẻ sản phẩm. Và thay vì cái số tiền mà công ty truyền thống á, họ trả cho bán buôn bán lẻ, trả cho quảng cáo tiếp thị, quảng cáo nhà đài, thì ở CVD á, họ dùng chính cái số tiền lợi nhuận đó họ trả lại cho chính những cái người tiêu dùng yêu sản phẩm và đi lan tỏa sản phẩm, hiểu không? Họ trả cho chính người tiêu dùng yêu sản phẩm và đi lan tỏa cho sản phẩm. Cho nên ở CVD, để mình thành công là mình là người tiêu dùng, và nếu như mình càng yêu sản phẩm bao nhiêu, mình càng lan tỏa được sản phẩm nhiều bao nhiêu, thì mình sẽ có được nhiều tiền bấy nhiêu, và mình xây được một cái hệ thống mạng lưới nó càng nhiều bấy nhiêu. Em hình dung sơ nó là như vậy, đúng không? Rồi chị sẽ hướng dẫn cho em tìm hiểu thêm tài liệu để em có thể nhìn thấy rõ được cái con đường này. Thế em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy cái chính sách của cái mô hình kinh doanh đó như thế nào? Thì em thấy nó cũng hay á, mà sao em nghe em thấy giống như là nó là đa cấp á chị. Em thấy giống đa cấp. Và vậy thì cho chị hỏi thử là trước giờ em đã có cái trải nghiệm gì về đa cấp chưa, hay là em đã hiểu thế nào về đa cấp? Nói chung là em cũng nghe người ta nói thôi chứ em không biết nhiều về nó. Em nghe người ta nói là họ nó tốt hay là nó xấu. Nghĩa là đa cấp là lừa đảo rồi đó. Vậy thì hồi nãy giờ khi mà chị chia sẻ với em thấy nó có cái sự lừa đảo gì đó Mời Không. thậm chí là mình bán hàng mình không có cần phải ôm hàng luôn á, mình giới thiệu trực tiếp bên công ty mình mua luôn, đúng không? Đó, vậy thì bây giờ á, chị hiểu rằng cái lăn tăn và cái hoang mang của em thì nó thật với em, đây là hình thức đa cấp, nó là hình thức đa cấp. Và hình thức đa cấp này á, là nó có hai loại. Một cái loại là biến tướng, là không được pháp luật cho phép. Còn công ty đa cấp của CVD này là công ty đa cấp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và được nhà nước cho phép. Em có thể lên trên Bộ Công Thương em tìm kiếm những cái công ty đa cấp được nhà nước cho phép và hoạt động đúng pháp luật và được bảo hộ bởi pháp luật, sẽ có tên của CVD. Và thực ra cái đây là một cái ngành kinh doanh rất là thông minh, siêu thông minh. Em biết ông Robert Kiyosaki không? Không Vậy em biết ông Donald Trump không? biết
Rồi chỗ đó chị hỏi ai cũng biết Donald Trump hết nha. Vừa mấy giờ chị hỏi mấy ông người rồi đó. Cái ông Donald Trump á, là bạn thân của ông Robert Kiyosaki. Chị kể cho em nghe, em có thể kiểm chứng lại thông tin của chị qua qua tìm hiểu. Nhưng mà chị kể cho em nghe trước. Cái ông Donald Trump là bạn thân của ông Robert Kiyosaki, và hai ông đó có viết cùng nhau cái cuốn sách, những cái cuốn sách về cha giàu cha nghèo. Và em, nếu như mà em có duyên thì em có cơ hội thì em có thể tìm đọc cái tập 2, tập 2 hoặc là doanh nghiệp thế kỷ 21 của ông Donald Trump á. Ông của ông Robert Kiyosaki á, ông nói rằng là nếu cho ông một cái cơ hội để mà ông có thể khởi nghiệp và làm giàu lại từ hai bàn tay trắng, ông sẽ chọn ngành MLM, chọn ngành cái đa cấp này nè để ông khởi nghiệp. Tại vì cái ngành này là một cái ngành dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Và cái ngành này là một cái ngành mà nó mình muốn thành công mình phải giúp đỡ được người khác thành công, và những cái sản phẩm của những cái công ty MLM và đa cấp này là nó vô cùng chất lượng, bởi vì nó kinh doanh theo hình thức là truyền miệng, cho nên là nếu như mà sản phẩm không tốt, không chất lượng, người ta uống và người ta không thấy tác dụng, người ta không có kinh doanh đó. Cho nên là ở đây là chị biết là em nghe tới đa cấp em sẽ có sự hoang mang đúng không? Vậy thì chị hỏi Ngân bây giờ nha, em có hai sự lựa chọn. Một á là em, chị đã nói với em rồi, những người tỷ phú, những người giàu, những người có hiểu biết trên thế giới, họ đều nói tốt về cái ngành này, họ đều khen cái ngành này. Ông Donald Trump tổng thống Mỹ, ông cũng nói rằng nếu như mà khởi nghiệp thì nên chọn MLM để mà khởi nghiệp với bạn trẻ chưa có kỹ năng. Em không tin, em có thể lên Google, lên YouTube em tìm, hoặc là em tìm mà diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng nhất thế giới Tony Robbins á, ông ấy cũng nói rất là tốt đẹp về cái ngành này. Và cái ngành này là thật ra là nó biến tướng, là những cái người xấu họ lợi dụng, bất cứ một cái ngành nghề nào cũng có những cái con người làm sai, và những cái người đó là họ làm sai tại vì mình không tìm hiểu, cho nên là mình bị họ lừa, mình làm sai thôi. Chứ còn nếu như mình làm việc chính thống thì nó rất là tốt. Như nãy giờ chị chia sẻ với em ấy, vào đây em bán hàng 2,6 triệu, em sử dụng và bán hàng 2,6 triệu, em xài tốt thì em bán, em xài tốt thì em đi chia sẻ, xài không tốt thì thôi em không đi chia sẻ. Rồi em cũng tìm 5 đến 15 người cũng làm một cái doanh số như em, thì có lừa đảo và có rủi ro gì đây không? Mà cái sản phẩm ở đây, nếu như mà chị nói thật chứ em không xài kem đánh răng hay sữa tắm dầu gội mỹ phẩm ở đây, những sản phẩm chăm sóc sức khỏe ở đây em cũng phải đi ra ngoài kia em mua đúng không? Mà em mua ở ngoài kia người ta không có giảm giá cho em, còn em mua ở đây em được mua giá sỉ để mà em xài. Mà em mua ở đây em xài tốt, em đi giới thiệu quảng cáo, em đi chia sẻ cho người khác xài, em còn được trả tiền hoa hồng nữa. Ở ngoài kia em ăn, đi ăn một cái bát phở ngon, em dẫn cả dòng họ nhà em 100 người vô đó ăn, người ta có trả tiền cho em hay là có tặng lại em tô phở đó không? Như là Không. không. Đó, cho nên là bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn cho em. Một á, khi mà em nghe một cái thông tin nào đó em cảm thấy hoang mang, và em dùng cái sự hiểu biết của mình để mà em phủ nhận toàn bộ cái cơ hội mà ngày hôm nay chị chia sẻ cho em luôn. Em không thèm tìm hiểu gì tới nó nữa, và em cho rằng nó là xấu xa, nó là lừa đảo các kiểu. Và từ nãy giờ chị chia sẻ với em thì em không cần nghe luôn. Hai á, là nếu như mà em thấy nãy giờ chị nói nó cũng có sự hợp lý, và ở cái bất cứ một cái ngành nghề nào cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái người là họ lừa đảo, họ làm sai, giống như kế toán, rất là nhiều kế toán lừa đảo, là phải một người kế toán lừa đảo là tất cả ngành kế toán đều lừa đảo đúng không? Ngân hàng đồ cũng vậy, cũng có những ngân hàng lừa đảo, bảo hiểm cũng có những ngành bảo hiểm lừa đảo, nhưng mà không phải tất cả các ngành lừa đảo, và ngành đa cấp của chúng ta nó cũng vậy đó. Cho nên là cái lựa chọn thứ hai của em là khi mà em đã nghe về cái cơ hội này và em thấy rằng là nó cũng khá là hay, nó khá là thông minh, và nó có thể giúp cho mình thay đổi cuộc sống, thì em tìm hiểu cho đến cùng xem nó là cái gì, mà tại vì sao chị lại tự tin như vậy, thì em lựa chọn nào? Là em sẽ tìm hiểu rồi cái gì em hỏi thêm ở chỗ chị My. Rồi ok em. Dạ thì bây giờ chị em mình sẽ kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, xong rồi chị sẽ nhờ chị My giúp em tìm hiểu một số tài liệu để mà em tự ra quyết định, xong rồi khi nào mà em tìm hiểu xong rồi em có một cái điều gì đó rồi thì em nhờ chị My chốt lại một cuộc hẹn với chị em mình giúp nhau ra quyết định nha. Rồi, cảm ơn em đã dành thời gian để mà tìm hiểu cái cơ hội này. Và chị cũng có một lời khuyên cho em, đó là mình hãy đắm mình một cách thật sự để mình tìm hiểu cái cơ hội này đi. Ngày xưa chị vào đây chị tìm hiểu, tự chị tìm hiểu á, không có ai hướng dẫn cho chị tìm hiểu hết á, chị tự chị tìm hiểu luôn. Chị cũng có lên trên mạng và cũng có những cái thông tin trái chiều về đa cấp, nhưng mà bằng cái sự sáng suốt của mình á, nên là chị nhận ra nó là một cái cơ hội tốt. Và chị vào đây chị thấy rất là nhiều những cái con người họ vào đây toàn là những người tri thức không à,
bác sĩ, rồi là doanh nghiệp, rồi là thầy giáo, cô giáo, họ vào đây họ thành công rất là nhiều. Không lẽ cái ngành nghề lừa đảo mà có thể lừa được bác sĩ, lừa được giáo viên, lừa được những chủ doanh nghiệp vào đây thành công được, đúng không nào? Cho nên là em cứ đắm mình mà tìm hiểu cái cơ hội này trong vòng một ngày đến hai ngày đi, sau đó là ra quyết định, vì nó có thể là một cái cơ hội giúp em thay đổi toàn bộ cuộc đời và đạt được tất cả mọi cái ước mơ mà lúc nãy em chia sẻ với chị. Rồi, cảm Em ơn cảm em. ơn chị. Cái gì vậy? Em liên hệ với chị My. Rồi, ok. Như chị em mình hay gặp bây giờ không? Xong rồi đó, chị chia sẻ ok, nó là như vậy thôi. Là em sẽ hỏi được chị gì vậy? Khi... Hỏi nữa hả? Ý kiến muốn á. Ừ. Nhưng mà ngân này nè, ngân này là khó chịu nè. Lắc léo là bây giờ đủ hết. Đấy. Ấy là em muốn đưa ra những cái ý kiến phản đối để cho mọi người có được cái đá, để mọi người khi mà mọi người gặp được cái ý kiến phản đối đó là mọi người sẽ xử lý. Em học cái giống là những cái ý kiến phản đối là em thuộc làm những cái đá, còn rất là nhiều ý kiến phản đối nhưng mà em thấy hết thời gian đó. Chứ không là nãy giờ Ngân, đúng rồi ạ, Ngân cứ hỏi nhiều, ví dụ như hỏi sản phẩm á, kêu nếu như chị nói sản phẩm tốt vậy không đưa về bệnh viện rồi á, là bắt đầu chị đó, chia sẻ là mà em hỏi đó, tại vì một khách cũng hỏi em á, em tính hỏi nhưng mà em thấy là gần hết giờ rồi. À. Hồi bữa có chị kia hỏi em là em nói là sản phẩm tốt, chị thấy anh kia đang là có thể là chữa được ung thư rồi đó, để nếu mà sản phẩm tốt xong đưa cho bệnh viện xong đề cử lên để nhận được giải Nobel gì đó. Em trả lời làm sao? Thì em nói là cái này ấy, thì em cái này ấy, nó không phải là thuốc, và nếu là thuốc ấy, thì chị phải để phải là phải có quyết định của bác sĩ, phải kê toa. Còn cái này là sản phẩm, bên này nó không phải là thuốc, nó là thực phẩm chức năng, mà thực phẩm chức năng thì là ăn hàng ngày mà nấu. Và một cái là nếu mà tụi em nếu mà cái sản phẩm này đưa vào bệnh viện á, là nó sẽ không được cái hình thức, không là nó không được cái giá để cho người tiêu dùng có được cái giá ổn định để chăm dùng á. Em nói như vậy á. Em nói với em có nói mấy cái ý nữa nhưng mà em nói xong là chị đã thuyết phục luôn cái chị mà hồi bữa chị thương ốp cho em mà qua đội con cường á. Chị hỏi cho em rất câu hỏi hóc búa luôn. Rồi em nói, em chỉ nói với chị hỏi em 7 câu nhưng mà em trả lời 3 câu rồi, xong rồi em chốt cuộc hẹn buổi tối với cái chỗ mà họ hỏi câu ấy, chị bổ sung thêm chút, thêm một ý nữa, nếu như mà mình gặp mình cũng có thể nói thêm á, ví dụ như họ hỏi sản phẩm tốt vậy sao không có quảng cáo lên TV, không không đưa vô bệnh viện mà phải bán hàng truyền miệng như vậy, thì mình phải trả lời dạ chị, dạ đúng, dạ em biết cái thắc mắc của chị, em hiểu cái thắc mắc của chị chứ, nhưng mà chị cái ngành kinh doanh của mình là cái ngành kinh doanh nó khác biệt ở cái chỗ đấy ấy. Cái lý do tại vì sao mà những người nghèo, những người bình thường vẫn có thể khởi nghiệp và thành công ở đây ấy, là bởi vì nó không có quảng cáo trên TV, không có đưa vô bệnh viện, cho nên mình mới có cơ hội để mình phân phối, chứ nếu như mà nó đưa lên hết đấy rồi có cơ hội đâu cho những cái người bình thường có thể khởi nghiệp được đó, cũng đấy là thêm mình có thể thêm nữa. Những cái câu hỏi đây là em nói chung là những khi mà mình học cái giấm buổi sáng của Excel Tiến Tờ Tâm á, là em học lại những cái bài kiến phần đó là em nghe thôi, nói chung là không có trực tiếp được viết ra nhưng mà nghe người ta nó nói xong là mình nhớ trong đầu những cái câu ý kiến phần đó. Mình nghe nhiều quá cho nên là có nhiều bạn cứ nghĩ rằng là học dùm một ngày nay cũng học bài ý kiến phản đối, mai cũng tuần sau cũng có ý kiến phản đối, tháng nào cũng ý kiến phản đối, nhưng mà thật ra nó có nhiều cái nó trùng lập, nhưng mà mỗi ví dụ như là bữa nay là người khác lên phát biểu đúng không, buổi sau là người khác, là mình đang có nhiều cái ý kiến và cái góp ý khác nhau. Đúng rồi, với lại một cái điều nữa là cho dù nó trùng nhau đi chăng nữa thì cái đầu mình nó được học nhiều lần á, tự nhiên nó nhớ, giống như Ngân nói á, không cần ghi chép gì hết, tới lúc mà người ta hỏi tự nhiên có kết quả đáp án ra, đứng ngồi nói thao thao luôn, là bởi vì nghe nhiều nó đi vào tiềm thức luôn. Chứ còn cứ nhìn thấy cái kiểu mà tôi biết rồi kêu là cái gì mà cái ý kiến phản đối anh, rồi cứ dạy đi dạy lại, học hoài học quỷ học cả năm trời. Giống như hồi bữa mà cái cô Nguyễn Mai ở quận 7 á, cô nhắn tin cho em mua sản phẩm đó, nhưng mà kiểu như cô cứ hỏi em là tại sao phải mở mã, tại sao phải mở mã rồi đưa đưa số chứng minh nhân dân rồi cô bị lừa đảo sao. Em cũng làm cái đó là em nhắn tin xong bắt đầu là khi mà mình nhắn tin là kiểm nhất là thân thiện, bắt đầu em nói giờ con gọi cho cô nha, là em gọi em nói chuyện, cái là tự người ta đưa tiền cho mình đặt hàng luôn, trong khi là cái em nói là nếu mà cô không tin con thì
cô đợi xíu nữa con đặt xong rồi cô tự thanh toán. Và kêu là thôi con tự thanh toán cô luôn đi. Đấy, ngân siêu vậy á. Người lạ quát là quơ, gửi tiền qua cho ngân thanh toán vậy đó. Ngân á. Mới gồm một nhắn tin một buổi tối đó, xong sáng nó nhắn tin đặt hàng rồi em gọi một cuộc gọi xong nay trưa đấy. Tự đảm chữ tiền luôn. Ngân có năng lực mà học nhiều, nói chung là Ngân bữa giờ vô đây mài rìu nhiều nên là có nhiều kiến thức, gặp tình huống nào Ngân xử lý được hết đó, cứ tự tin xử lý thôi, mình phải nghe nhiều xong mình cũng làm đó. Rồi là nãy giờ là khách hàng nào, nếu như mà Ngân đóng vai một khách hàng thật sự là một ứng viên, là Ngân là một ứng viên lắc léo nhiều, chứ thật là ứng viên họ cũng lắc léo nhiều như Ngân đâu, nhưng mà Ngân làm như vậy để có tất cả mọi ý kiến phản đối để Diệm xử lý luôn á. Và mọi người để ý cái mà Diệm OBB, Diệm thường hỏi trước những cái câu Diệm xử lý ý kiến phản đối trước khi người ta phản đối luôn ấy, trong quá trình OBB của mình luôn á, về chất lượng sản phẩm rồi về giá rồi mình của việc đó. Thì không biết là nãy giờ mọi người nghe OBB của Diệm mọi người cảm thấy như thế nào. Ngân đứng hình đi ra luôn. Chị Thắm à? Thắm với chị Hồng. Có góp ý gì không? Thắm mặc biết đi chị. Thắm có ý kiến. Không có ý kiến hay là có ý kiến? Chị không có ý kiến. Không có ý kiến hả? Nhưng mà chị thấy OBB như vậy có được chưa? Được. Được như thế nào? À, có nhiều bạn hỏi có nhiều bạn hỏi là thấy cái ngành này hay vậy sao mà thấy không có ai làm, với lại là người ta từng trải qua, người ta chưa có thành công trong cái ngành này nên người ta không có muốn đi lại cái con đường cũ nữa. Ví dụ như là từng làm MOM nhưng mà không có thành công nên người ta không có muốn đi lại một lần nữa. Cái câu đó thì xử lý như thế này nè. Em hiểu những cái trải nghiệm mà chị đã gặp phải, và bản thân em trước khi đến với CBD em cũng đã từng bắt ngà ở hai công ty em yêu em rồi. Đó là em thật mà, em là Nuki với lại Oriflame á. Nhưng mà khi mà em vào lần này, khi mà em vào CBD, nó là một cái hoàn toàn khác biệt, nó không có giống với một cái thằng MLM nào hết á. Cho nên nếu như mà chị thật sự tin em á, thì chị á, thì giống như câu hỏi này em hỏi Ngân ấy, một á là chị dùng cái trải nghiệm cũ của mình để mà chị bác bỏ cái cơ hội mà ngày hôm nay em chia sẻ, hai á là chị tìm hiểu cho đến cùng xem cái cơ hội này nó như thế nào, và tại vì sao em dám khẳng định nó là hoàn toàn khác biệt và ai vào đây cũng có thể thành công được. Và ở bên em cũng có rất là nhiều người vào trên CBD này cũng từ Amway, từ Nuking hay là từ Oriflame, họ không thành công mà họ vào đây họ đã đạt được cái thành công. Thì tại vì sao CBD nó có cái sự khác biệt gì về sản phẩm và chính sách kinh doanh mà là thành công đó, thì chị nói như vậy thôi, lựa chọn sao là của họ, đúng không? Và mọi người để ý đó là khi mà em OBB em hỏi rất là nhiều, mình đừng ở ngồi mình nói, mình phải ban đầu em thật ra mọi người không phải Diễm giỏi vậy đâu, ban đầu Diễm OBB hỏi Ngân này ngày xưa cái thời đời đầu Ngân với lại Son với lại Diễm My, Diễm vô Diễm cũng ngồi nói ba thao thao bất tuyệt, không cần nghe người ta nói gì hết. Sau này rút kinh nghiệm, làm nhiều rút kinh nghiệm ra xong rồi mới bắt đầu biết cách hỏi, ví dụ như chỗ nào Diễm cũng có thể hỏi được hết. Ví dụ Diệm chia sẻ về giá sản phẩm xong Diệm lại hỏi em thấy giá sản phẩm như thế nào, theo em sản phẩm rẻ như vậy, chất lượng như vậy em có làm được không, rồi theo em nếu như mà em làm được như vậy thì em có tìm ra 5 đến 15 người làm được không. Mình tự mình hỏi, nếu như mà họ nói em thấy khó với chị chứ em làm được quá thôi, không phải là người của mình, 2 triệu 6 mà sợ không nói được thôi, dừng, không chia sẻ tiếp. Mình chỉ nói những gì mà người ta muốn nghe, người ta muốn nghe tiếp. Còn mình hỏi một chặp mà nếu như mà khi mà mọi người hỏi như vậy là mục đích là một là người ta coi thử cái khác hàng của ta như thế nào, hai là mình xem thử người ta có hào hứng với cuộc chia sẻ của mình không. Nếu như mà người ta không có hào hứng với cơ hội và cuộc chia sẻ, tới lúc mình hỏi những cái câu hỏi đấy á, người ta nói không, khó quá, em chắc em tìm ra người đâu chị, chắc em làm được đâu, hay là 2 triệu 6, nó 2 triệu 6 chứ em bán được đâu, thì mình tự hiểu là họ đang không có hứng thú rồi, thì mình hãy tìm cách mình dừng cái cuộc đấy lại, mình không có nói tiếp nữa. Để chia sẻ lần sau và ấy lần sau. Nên mình phải linh hoạt ấy. Chỗ nào mình cũng phải đặt câu hỏi. Sau khi chia sẻ xong cái gì mình cũng phải đặt lại câu hỏi. Em cảm thấy như thế nào?
Theo em như vậy có rủi ro gì không? Đó, mình cứ những câu hỏi đó thôi. Chị không có ý kiến nào mà chị không. Mít chạy. Là người thủ lĩnh đem lên chia sẻ vậy là cũng ok tự tin mang người tới cho em một người về nhà ca đã học không? Rồi có tự tin rồi. Rồi ok. Bây giờ em phải lưu cái dân này lại, em có thể cấp gửi cho mọi người để mọi người tập. Tại vì nó là thực tế đó. Rồi, tại vì mọi người phải làm được, phải làm được thì mới sao chép, mới nhân bản ra được. Chúng mình không không làm được có đội đâu. Ông vũ trụ ông công bằng lắm. Em làm 9 tháng ở Siberia, em nhận ra một điều như thế này này. Em nhận ra một điều, những cái lời mà thủ lĩnh nói đó, không phải mới ra mình hiểu được ngay đâu. Mình trải qua một cái hành trình mình mới hiểu được những lời thủ lĩnh nói. Giống như là thủ lĩnh hay nói là ông vũ trụ ông công bằng lắm. Ông không bao giờ đặt lên vai một ai mà quá sức gánh của người đó. Khi bạn không đủ kỹ năng, ông không bao giờ ông gửi đồ cho bạn đâu. Tại vì không thể nào giao trứng cho ác được. Mọi người đồng ý không? Ông vũ trụ rất là cân bằng. Ông chỉ giao người, giao đồ nhóm cho những Đang người nhìn giỏi. thấy trang này. Những người mà họ Trang này. tự chủ động, Trang họ có thể gánh này. vác được đội á, đại loại là họ có thể chăm lo được cho đàn con của họ thì ông mới gửi đội thôi. Còn người nào mà kỹ năng kiến thức ra ngoài mà không học được, không làm đầu, đồng ý là lần đầu tiên mình làm mình cũng sẽ có sai, nhưng mà mình chấp nhận mình làm sai vài lần, mình hy sinh những cái người lần đầu tiên luôn đi để mình có kỹ năng. Thật như vậy. Và ông vũ trụ ông không bao giờ đặt lên một cái vai ai quá sức gánh của người đó. Mình muốn có đội, mình muốn ông vũ trụ gửi đội gửi lực cho mình, đầu tiên mình phải rèn luyện bản thân mình đã. Mình hành động, mình làm, mình rèn kỹ năng bản thân của mình thì ông mới gửi người cho mình chứ. Gửi gửi người ta đang khao khát vào cho mình mà mình không hướng dẫn được, mình không gánh vác được, mình không làm gương được thì làm sao mà ông gửi cho mình. Hoặc là ông vẫn có thể thấy mình khát khao quá, ông gửi cho mình một người hai người, nhưng mà gửi cho mình một người hai người mà mình không la không giúp được họ thì ông không bao giờ gửi cho mình nữa, trừ khi mình quay lại mình tự hoàn thiện bản thân mình phát triển bản thân mình để mình có cái sức gánh là cái sức chăm lo cho hệ thống thì ông mới gửi cho mình tiếp. Thật sự đó là cái điều mà em thấm thía, rất là thấm thía sau cái 9 tháng làm Siberia á. Cho nên là mọi người đừng có ngại, mọi người muốn thành công ở đây là mọi người phải lao vào làm nhiều lên. Làm nhiều lên là nó ra kỹ năng à. Hồi trước em OBB em cứ ngồi em lên nói thao thao bất tuyệt vậy đó. Nhưng mà bây giờ em biết cách rồi, em OBB bây giờ nói chung là OBB xong là mọi người chịu tìm hiểu tài liệu, còn quan trọng nhất là không ra quyết định nó. Rồi. Cảm ơn mọi người nha. Hôm nay mình học hết tiếng đồng hồ rồi, bây giờ em sẽ lưu cái zoom này lại xong rồi up lên trên YouTube rồi gửi cho mọi người để mọi người học lại nha. Rồi.